đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những tin chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm Mông Cổ, Iceland và Pháp. Sáng ngày 29 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Unakhin Kulesap, Tổng thống Iceland Michael D. Hagin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước Mông Cổ, Iceland, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Về quan hệ Việt Nam Mông Cổ, năm 2024, hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị, truyền thống hai nước dựa trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn đã không ngừng phát triển suốt 70 năm qua. Mông Cổ là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng phát triển tích cực. Hai nước đã đạt được những hiểu biết, tin cậy cao về chính trị và đặt ưu tiên trong phát triển quan hệ. Gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm 2023 của Tổng thống Mông Cổ Unakhin Kulesap và phu nhân. Kim ngạch thương mại song phương tăng gấp 2,3 lần trong thời gian qua, từ 41,4 triệu đô la Mỹ năm 2017 lên 85 triệu đô la Mỹ trong năm 2022 và đạt 132 triệu đô la Mỹ năm 2023. Về quan hệ Việt Nam Iceland, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996. Iceland coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và người dân Iceland có tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư Việt Nam và Iceland thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 3,5 tỷ đô la Mỹ, với giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang Iceland đạt hơn 340 triệu đô la Mỹ. Sau tháng đầu năm 2024 đạt hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là một trong số 9 nước đối tác ưu tiên nhận viện trợ phát triển của Iceland. Giáo dục, đào tạo có vị trí quan trọng là điểm sáng trong quan hệ hợp tác song phương, là nước nói tiếng Anh duy nhất trong EU. Iceland có lợi thế lớn trong thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam. Về quan hệ Việt Nam, Pháp, năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm ngày nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Pháp luôn là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu cũng như trên thế giới. Pháp coi trọng vị trí của Việt Nam tại khu vực cũng như trong các chiến lược, chính sách mà Pháp đang phát triển tại Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam và Pháp càng ngày càng trở thành đối tác đồng hành và tin cậy của nhau, chia sẻ nhiều định hướng phát triển và hợp tác. Kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2023 đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đạt gần 3,2 tỷ đô la Mỹ. Pháp luôn là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và EU. Với quan hệ hợp tác kinh tế đa dạng và lâu dài, Pháp hiện là đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam tại EU và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước hưởng ODA của Pháp tại châu Á. Về hội nghị cấp cao Pháp ngữ, sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, cộng đồng Pháp ngữ đã từng bước chuyển mình, trở thành một không gian chính trị, kinh tế, văn hóa đa dạng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. Đến nay, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã trở thành mái nhà chung của 88 thành viên và quan sát viên hiện diện tại 5 châu lục. Quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được cải thiện và phát triển, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ với vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định. Những năm qua, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các cương vị quan trọng trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc chuyến công tác đến Mỹ tham dự các hội nghị tại Liên Hợp Quốc và thăm Cuba. Về chuyến công tác tại Mỹ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đã thành công tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với gần 50 hoạt động song phương và đa phương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đây cũng là chuyến công tác diễn ra một năm sau khi Việt Nam và Mỹ chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phó Thủ tướng cho biết, thông qua các phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã truyền tải các thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Đồng thời, chia sẻ những nhận định và cùng các nước đề ra định hướng chính sách quan trọng nhằm giải quyết thách thức toàn cầu. Việt Nam tiếp tục thể hiện
khắc họa một hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, năng động, đổi mới, đáng tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tất cả những điều này tiếp tục giúp khẳng định vai trò, vị thế, uy tín ngày càng gia tăng của Việt Nam. Quốc gia đang bước vào kỷ nguyên vươn mình trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hàng chục hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp mặt, các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có 27 hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các quan chức, cựu quan chức chính quyền, quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè, chuyên gia, học giả, sinh viên và kiều bào Việt Nam tại Mỹ. Các phát biểu chính sách tại Đại học Columbia, sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, được đông đảo người nghe ghi nhận, đánh giá cao những thông điệp quan trọng, định hướng phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Mỹ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, thông qua các hoạt động, chúng ta tiếp tục thúc đẩy phía Mỹ duy trì cam kết đối với các ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong triển khai khuôn khổ quan hệ mới, bao gồm vấn đề kinh tế thị trường, thúc đẩy đột phá trong lĩnh vực mới như AI, bán dẫn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Thông qua việc thu xếp chương trình lễ tân, có thể thấy Mỹ rất coi trọng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam. Với sự tiếp đón trọng thị, nhất là việc thu xếp trang trọng cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Điều này cho thấy Mỹ thực sự tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam, tôn trọng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ. Theo Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao, thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục tăng cường tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động của Liên Hợp Quốc và diễn đàn đa phương, thể hiện vai trò, bản sắc riêng thông qua những cam kết cụ thể, sáng kiến thiết thực và đóng góp tương xứng với vai trò vị thế của Việt Nam. Cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục củng cố vững chắc cục diện đối ngoại ổn định, thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như thể hiện nền ngoại giao toàn diện hiện đại. Việt Nam cũng tiếp tục thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế và các đối tác quan trọng. Với Mỹ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, chuyến công tác góp phần tạo cơ sở vững chắc để bộ, ngành, địa phương thúc đẩy lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược, mang tính đột phá, thực chất cùng có lợi. Hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao. Hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư, lĩnh vực trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp hai bên. Việt Nam và Mỹ đưa hợp tác khoa học, công nghệ, lĩnh vực có tính đột phá của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới. Trong đó, ưu tiên tìm kiếm đột phá trong lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh. Đi cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên triển khai hiệu quả thỏa thuận đã có về hợp tác quốc phòng an ninh, trong đó tiếp tục coi khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên cao. Hai nước cũng tăng cường phối hợp, cùng đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Việt Nam-Mỹ tiếp tục chú trọng đối thoại, chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau để thu hẹp những khác biệt.